giá sốc, deal sốc luôn cho mọi người, chỉ còn 1.290.000. Điện máy chính hãng xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái dòng model súng phun sơn chạy bằng pin của Betec. Mã của sản phẩm là BT16V, BT18V nhá. Công suất của nó chỉ là 400W thôi, 450W. Thì là con này là sẽ được sử dụng ở chủ yếu là những cái vị trí mà phun sơn điện không thể với tới được, hoặc là cao quá nguồn điện nó sẽ không bị gần. Thông số của máy nó cũng như thế này. Đó. 18V này, công suất này, 450W này. Và đây là tốc độ phun 650ml trên 1 phút. Con này thì sẽ phun được khoảng là 20 phút nhá mọi người nhá. Đấy, các phụ kiện đi kèm theo của nó này. Back phun này. Và hai cái do mình cắm ở trên đầu ở cái chỗ cái bình đó để mình có thể là tháo ra vệ sinh, và thứ hai là để kín khí đi nó dễ hơn. Sách hướng dẫn sử dụng và một thẻ bảo hành của công ty. Đây mọi người nhá. Con này thì giá bán trên thị trường mình đang bán là 1.490.000 miễn phí vận chuyển. Nhưng ở phía công ty đang có chương trình khuyến mại là sẽ giảm đi 100.000. Thì có nghĩa là chỉ còn có 1.390.000. Và tiếp tục chương trình là shop sẽ hỗ trợ thêm cho mọi người, giảm xuống giá cuối cùng chỉ có là 1.290.000 miễn phí vận chuyển, giao hàng toàn quốc mà mọi người được kiểm tra máy và test máy nên là cực kỳ là yên tâm đấy mọi người nhé. Giá sốc, deal sốc luôn cho mọi người, chỉ còn 1.290.000 con máy như thế này. Đấy, nó sẽ giảm đi được 200.000 rồi. Đấy, mọi người nhanh tay vào đặt hàng mọi người ơi. Đây nhá, các bộ phận động cơ, thân máy. Rồi, thông số chi tiết này, màu nó kết hợp giữa màu cam và màu đen. Đấy. Đây, bình đựng phun sơn của nó là như thế này. Nó sẽ tròn và nó đè bẹp lên phía bên trên, nó dày hơn, cảm giác nó dày hơn, khác với cái dòng phun sơn bằng điện như là bình nó sẽ thon, nó dài hơn phía dưới. Bình của nó cũng là bình 1 lít nhá, 1.000ml này. Đó. Đấy, kết hợp với công tắc. Bếp phun của nó thì nó sẽ được tặng 3 bếp phun. Đây, được tặng 3 bếp phun, mọi người cũng thấy. Đây, 1, 2 và một bếp đã được lắp sẵn trong máy. Đấy, có được tặng 3 bếp phun. Và 3 bếp phun ở đây là có những bếp phun như thế nào đây? 3 bếp phun của nó này thì có bếp 1.5 này, 1.8 và 2.2 nhá. Nó khác với cái dòng dùng điện là sẽ được tặng 4 bếp phun. Cái này là pin của máy này mọi người. Đây, pin của máy này. BT18V 2.0A. Đây, các đèn LED để hiển thị là mức độ pin của nó ở những người ở trên này đây. Đấy, mọi người cùng xem nhé. Con này là 2000AH này, MAH này. Nó chỉ sử dụng được mà 20 phút thôi, 20 phút đổ lại thôi. Mọi người muốn mua thêm pin thì bên mình cũng có phân phối pin. Pin của nó là giá của nó là 450.000 đấy. Mọi người mua cùng theo máy là 450.000 đấy mọi người ạ. Con này dùng rất tiện lợi và với deal giá sốc như thế. Hàng chính hãng chất lượng cao. Thì đây, bên mình đã nhập số lượng có hạn đấy mọi người nhá. Bên mình nhập về số lượng có hạn thôi. Mọi người nhanh tay vào đặt hàng đi mọi người ạ. Deal sốc từ nhà nhập khẩu và cũng là từ của shop. Mình sẽ bật máy này. Gió to luôn. Mọi người nghe tiếng máy đó. Rất đầm. Nghe rất êm nhá mọi người nhá. Tiếng máy nghe rất êm, cực kỳ êm. Đấy. Nó giống như mấy con thiết kế bằng điện thôi. Cũng khóa ở đây. Đấy. Khóa lại, không giật ra được nữa. Thay bằng điện ở đây thì nó sẽ chạy bằng pin. Tiện lợi những vị trí mà mình không thể là dùng bằng điện được. Trên cao, những vị trí mà mình muốn sơn mà mình dây điện mình không tới. Đó, dùng được 20 phút mọi người có thể mua thêm pin. Ví dụ mua thêm 2 cục pin là đã dùng được 1 tiếng. Thì 1 tiếng thì mọi người có thể là phun sơn được cực kỳ nhiều vị trí rồi. Đấy, rất tiện lợi luôn. Con này cực kỳ là hàng được. Tay cầm phụ này, có bán cao su. Sẽ thiết kế cho mình là cầm nắm nó sẽ chắc hơn và nó sẽ không bị là trơn trượt. Ok nhé mọi người. Để liên hệ đặt hàng, mọi người có thể liên hệ tới số điện thoại ở góc bên dưới màn hình 0915935868, hoặc là mọi người có thể chat trực tiếp ad Zalo cái số điện thoại đó để mình sẽ tư vấn thêm các hình ảnh mẫu mã của sản phẩm.
Mọi người hãy nhớ like và chia sẻ cái video này của mình nhé, để ủng hộ shop làm thêm nhiều các sản phẩm review chính hãng hơn. Hoặc là mọi người muốn xem thêm nhiều các dụng cụ điện cầm tay chính hãng hay là các loại máy phun sơn, hãy click vào biểu tượng điện máy chính hãng ở góc bên dưới màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.